Để chuẩn bị cho công việc rửa bát thì chúng ta sẽ chuẩn bị các đồ dùng dụng cụ như sau. Thứ nhất là một chiếc giấy bát. Thứ hai, một chai nước rửa bát. Thứ ba là một đôi găng tay. Một chiếc khăn to để chải. Và một chiếc khăn lau bát. Trước khi rửa bát chúng ta sẽ phải đeo găng tay vào. Cho bát ướp, cho vào lượng nước rửa bát. Chúng ta sẽ rửa bát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sau khi chúng ta đã dùng dầu để cọ hết đó, dầu mỡ trên bát đĩa, chúng ta sẽ tráng, xả cho hết bọt để hết cái phần. Ta sẽ úp một chút khăn sạch để cho ráo nước. Trong thời gian khi mà chúng ta đã rửa xong bát đĩa để úp cho ráo nước, chúng ta sẽ phải vệ sinh sạch cái lau đôi này. Trước tiên chúng ta sẽ phải dùng một chiếc khăn để lau trên bàn. Sau công đoạn làm sạch lavabo, chúng ta sẽ chuyển sang phần lau bát. Sau khi đã vệ sinh sạch lavabo, chúng ta sẽ phải chuyển sang cái phần cuối cùng nhất là lau bát. Chúng ta sẽ phải cởi được cái găng tay này. Chúng ta sẽ dùng chiếc khăn khô sạch sẽ lau bát, lau từ trên xuống dưới, trong ra ngoài. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.